mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hồi Hộp Family Cuộc Sống Mỹ. Các bạn ơi, hôm nay là ngày mà cô Nhung với chú Bình, đồ Tiếm Phượng, chú Lũ, Benny đồ này kia qua nhà Ngọc chơi. Mà hiện tại bây giờ á, 7 giờ chiều rồi, chưa có tới. Đó là lý do mà cô Nhung phải chờ hàng của cô Nhung ship tới rồi ở nhà lấy hàng xong rồi mới đi được đó. Nên là tính là sáng mai dậy đi sớm, nhưng mà Ngọc với lại chú Bình á, nghĩ là bây giờ tối á, thì đi tối qua đây ngủ. Rồi sáng mai cái tỉnh bỉnh nó vui hơn là sáng mai phải 4-5 giờ dậy đi nó mệt dữ lắm. Nên là chú Bình nói ok thôi đi buổi tối. Cái là chú Bình với chú Lũ dạy. Thì tới bây giờ cũng chưa tới đâu. Bây giờ tối là phải là 11-12 giờ đêm, 12 giờ đêm hoặc là 1 giờ sáng mới tới. Rồi bây giờ là chắc là đang soạn đồ bắt đầu lên trên đường đi rồi đó. Thì 7 giờ bên Ngọc là 6 giờ bên đó. Rồi Ngọc đi chợ để mua đồ để chuẩn bị cho mọi người qua. Thì Ngọc hỏi tối nay muốn ăn gì nè con làm. Thì nói thôi tối cái Ngọc nói thôi suy nghĩ để ăn cháo gà đi. Ăn cháo gà đi buổi tối đó, chứ còn mà ăn mấy cái đồ kia thì nó nặng nề, dầu mỡ nhiều quá. Nên thôi. Rồi cái Ngọc đi chợ, Ngọc sẵn mua thêm tất cả những cái thứ mà mọi người sẽ sử dụng. Thứ nhất, mua trà cho chú Bình. Ngọc mua một cái hiệu trà này. Tự nhiên Ngọc đứng Ngọc thấy nè, chú Bình không uống trà chứ không uống cà phê. Đó, mua cái hiệu trà cho ông trà Âu Long ha. Rồi một hộp này, cái hộp trà này cái nhớ ông nội ngày xưa là ông nội cũng uống trà này hay sao này, Tiếm Phượng hình như mua trà này hay sao á. Rồi cái tiếp theo, rồi cái này ba này là chú Bình ông ăn ớt, mà nhà Ngọc đâu có ớt đâu, nên là Ngọc thôi mua dĩ này cho ông qua đây ông ăn mấy ngày ăn ớt. Đó, cái này là ba cái đồ hành thấy được không à. Rồi tiếp theo Ngọc mua nữa đó, sầu riêng. Hai vỉ sầu riêng này là sầu riêng Monthon của Thái Lan. Chưa hết sầu riêng đâu, các bạn cứ ngồi im đó, đừng nhúc nhích. Còn này biết gì không, mua snack cho Benny nó thích ăn snack. Hỏi Ngọc còn gọi điện thoại qua hỏi là Benny thích ăn snack mặn hay là ngọt, thì nó nói là snack nào mà có sô-cô-la đổ trỏng thì Ngọc ghé mua snack để cho nó qua đây, có buồn buồn miệng thì ăn snack. Ngọc mua rất là nhiều thứ, mua tự dẻo này kiểu Nhật nữa nè. Cái snack này là của Hàn Quốc. Rồi mua mấy cái bịch bánh này mà có sô-cô-la đồ nữa cho nó nữa. Đó, đây nữa, cái này là cũng của Nhật Bản nè. Đó, cho nó đó. Không, cho gì đi với lại chay luôn. Thế nào nó cũng xinh. Tiếp theo, mua thêm 3 vỉ sầu riêng nữa. Mà 3 vỉ sầu riêng này đó là sầu riêng của Musang King, là của Malaysia. Hồi nãy của Thái. Sầu riêng này là của Malaysia. Không. Đó, tại vì Ngọc với cô Nhung với Tiếm Phượng rất là thích sầu riêng mà. Nó cũng chay nữa, quên. Bỏ xuống đây bớt đi cho nó tống chỗ. Còn mua thêm nữa nè. Đây nữa nè, đó bánh cookie nữa nè. Rồi bánh snack nữa nè. Cho đi nữa nè. Cái này là cho chay nè, hoặc là gì ni nè, ai muốn ăn ăn. Rồi, thấy cái bịch này rất là dễ thương. Bánh này bánh cua này là của Nhật Bản luôn. Mà nó màu hồng thấy mắc cười không? Đó, nên là mua này luôn ăn thử coi sao. Ngọc mà cái gì lạ Ngọc khoái lắm, Ngọc rất là thích những cái gì lạ. Nó uống thử hết vậy đó. Rồi, tiếp theo. Mấy bạn có thấy cảnh sông không? Ok, cũng thấy được chút xíu. Mua thêm trái sầu riêng nữa. Sầu riêng này là cũng cái sầu riêng này là sầu riêng gì đây? Sầu riêng này là sầu riêng Phương Ngọc Cái Bè. Cái sầu riêng này là của Việt Nam nè. Đó. Ăn đủ hết luôn ha. Của Thái Lan, của Việt Nam với của Malaysia. Ăn thử coi sao. Rồi tiếp theo không biết cái này. Nó quay về đi cho mọi người thấy cảnh sông cho nó đẹp phải không? Nó chạy thấy gì vậy? Cảnh sông về đi cho đẹp. Tiếp theo, Ngọc mua gì đây? Này gì đây? Bánh snack hồi nãy nữa. Cái này là mua cuốn tập cho con gái nó hay vẽ vời. Cái này đi ngang gọi là carrot drawing book cho con gái nó vẽ vô đây. Nó vẽ gì cho mình ru mình giữ lại cuốn tập này luôn. Vàng một ngọc đó đang nằm trong nhà cô chú. Rồi tiếp theo mua cà phê cho Tiếm Phượng nè, chú Lũ nè, cô Nhung nè. Đó. Cà phê này pha sẵn, cái người ta đông đá lại đó, cái là người ta ship đi những tất cả những cái tiểu bang trên nước Mỹ luôn để bỏ vô đông đá. Cái mình muốn uống thì mình bỏ lại ngăn mát tủ lạnh là có cà phê sẵn luôn. Mấy bạn như Việt Nam thường hỏi Ngọc là ủa mua này ở đâu, cái này là Ngọc cái chợ gần nhà Ngọc bán này Ngọc mua thôi, chứ còn cái chỗ mấy bạn ở Ngọc cũng không biết bán ở đâu nữa. Này là cà phê ly nè, cà phê sữa đá pha sẵn rồi nè, người ta pha hết cho nó đặc thiệt đặc ha, đổ vô cái chai này đóng lại
bỏ vô ngăn đá tủ lạnh liền, rồi cái ta bắt đầu người ta ship đi hết đó, mua để cho, tại vì cô Nhung với chú Lũ đồ Thím Phượng là người sáng nào cũng cà phê. Rồi tiếp tục nấu cháo gà thì không thể nào thiếu hai con gà, thì đây là hai em gà đó, hai em gà. Rồi cái này gì đây, cái gì ta, à chôm chôm, mua chôm chôm, buồn miệng ai cũng ăn nha. Rồi gì nữa đây, à cái này là bột làm, à cái này là bột làm bánh bèo. Để Ngọc thử Ngọc ra tay làm bánh bèo cho mọi người ăn thử coi sao. Rồi dây này con tôm, tôm để làm bánh bèo rồi đó. À, đó là bây giờ là Ngọc bây giờ đói bụng quá, bây giờ đói bụng quá phải ăn thôi. Đói quá rồi, đi từ sáng như các bạn tin không, từ sáng giờ hiện tại là 7 giờ chiều. Sáng giờ Ngọc ăn bánh không? Mở mắt ra là Ngọc hôm qua là Ngọc đi chợ một lần rồi nha, mà Ngọc chưa biết mua gì. Ngọc chỉ mua thịt bò đại hàng gì cục nướng thôi, mà Ngọc nói hả, nếu mà qua mà chơi mà nướng kiểu tối như này là nướng ăn đâu có ngon, nên là thôi bỏ thịt bò đó qua ngày mai ăn, tối nay là nấu cháo trước đã. Rồi cái Ngọc mua cái gì đó, mua cái bánh gì của Nhật á, bánh bông lan mà ở trong có kem này kia của Nhật, sáng là Ngọc ăn hai cái, xong rồi Ngọc uống ly cà phê, xong rồi cái trưa ăn gì ta, trưa không ăn gì hết, cái đi làm neo đó, làm chân nè. Rồi cái về á hả, ngồi đói bụng quá, 4-5 giờ đói bụng quá, ăn một cái bánh donut mà sáng nay chồng Ngọc ảnh mua ở bên Starbucks á, cho ăn chay, bằng chay nó không ăn, chay nó ăn bagel. Cái Ngọc ăn cái bánh donut đó là tới giờ luôn, là từ sáng giờ Ngọc ăn có nhiêu đó thôi đó. Xong rồi cái hồi nãy kế bên chợ á có một cái nhà hàng Việt Nam, thì Ngọc vô Ngọc kêu Ngọc mua cái gì đó, bún thịt nướng với lại hả mấy cái gỏi cuốn, để Ngọc đi vô Ngọc lấy ra ăn, đói bụng quá. Nó bụng quá trời quá độ, rồi xong rồi mới vô mới no rồi mới đi vô nấu ăn nó ngon, phải không? Chứ còn không ấy là đói bụng quá rồi làm gấp cái ăn, cái là thành nấu ăn không ngon. Tối nay là mình biểu diễn nấu ăn cho nhiều người lắm, mình phải hả, ta nói là chăm chút từng ly từng xí, từng hột gạo của hột cháo. Mấy bạn ngồi đây chờ Ngọc nha, để Ngọc vô lấy đồ ăn nha. Trời ơi, cái này chắc củ tương quá, tại vì biết nay Ngọc ăn gì không, Ngọc ăn gỏi cuốn. Chồng Ngọc với chay thì đi chơi ăn cái khác rồi, ăn đồ Mỹ rồi. Ngọc ăn gỏi cuốn với lại bún thịt nướng, nên lâu quá không ăn gỏi cuốn, thôi ăn bằng cái này luôn. Wow, các bạn nhìn cái hộp bún thịt nướng ở Mỹ nè. Đồ sộ ghê không. Rồi cái này là chắc tương để chấm với lại gỏi cuốn nè, cái này là gỏi cuốn nè. Wow, gỏi cuốn ba cái ha. Đây gỏi cuốn cơm, gỏi cuốn chả với lại hả tôm hả ta, nào giờ Ngọc chưa ăn cái kiểu này à, cổi cuốn mà chả, cổi cuốn chả với tôm. Wow, cổi cuốn chả lụa với tôm. Để sao cho mọi người thấy cho nó đẹp bẹp à, lật thấy chợ đường nào cũng không đẹp hết. Rồi ok thôi ăn bằng cái này luôn. Bây giờ trước tiên là Ngọc sẽ mix rau ấy đồ vô. Trời bay không được rồi, bay rồi tóc gió thôi, bay rồi. Trước tiên là Ngọc sẽ đổ cái nước mắm này vô trước đã, đổ nước mắm này vô trước đi, bỏ dưới đây đỡ bay. Nướng nhìn cũng hấp dẫn lắm, hay là do đói không biết. Thôi để ăn cái gỏi cuốn trước đi, ăn gỏi cuốn trước đây, mời mọi người ăn với Ngọc nha. Vậy là hôm nay chưa có cái video clip của chú Bình với lại cô Nhung đồ qua đâu, phải ngày mai mới có. Giờ mọi người coi clip Ngọc đỡ nha, mời mọi người nha. Ngọc ăn cái gỏi cuốn này, Ngọc không bao giờ thích ăn giá, không bao giờ thích ăn gỏi cuốn có giá, tại vì Ngọc không thích ăn giá sống. Mời mọi người nha, baby, you want some?
Mua xong. No, but I want to give you a drive-by kissing. Mwah. Hello, everybody. Cái nước sốt này ngon. Đi sao? Sốt kìa nhau. Ngọc nói cái nước sốt này ngon, anh quay lại anh hỏi gì, tưởng nói chuyện với ảnh. Cái nước sốt này Ngọc đã ăn rồi, tại vì á, cái nhà hàng này nè, là của cậu chú hai của Mia. Chú hai, chú ba, chú bốn gì của nó đó. Nên là cái nước sốt này là hồi đó mà lúc mà đi làm chung với Mia, nó có đem làm gỏi cuốn đồ vô á, là Ngọc đã ăn nước sốt này rồi. Nước sốt này chú hai làm ngon lắm. Nó nhắc tới Mia, lâu quá không gặp Mia ha. Không biết giờ nó làm sao, không có Ngọc với Mia thì chỉ có làm chung rồi vậy thôi, chứ còn không có quen, không có ấy biết gì, các bạn không có thân gì nhiều hết đó ấy, chứ còn mấy năm nay không có nói chuyện luôn á. Rồi mời mọi người miếng nữa nha. Không, cái nước sốt này ngon, bởi vậy ăn cái gỏi cuốn này nhờ cái nước sốt này nè. Sốt này ngon, ngon. À, bây giờ trộn cái bún thịt nướng lên nè mọi người. Thịt nướng cũng nhiều lắm. Bún với giá với rau rồi này kia. Ngọc là không có trộn giá vô rồi đó. Trộn mấy này vô thôi. Thịt nướng nha, mời mọi người. Bún nướng được à. Thịt ướp rất là thấm. Nước mắm cũng ngon. Nó buồn quá. Hôm nay trời cũng đẹp các bạn. Tuần nay là nguyên tuần nay là mọi người qua chơi, là cuối tuần ngày tới chơi đẹp nè. Mọi người thấy cảnh đẹp không? Rồi mấy thằng cháy luôn. Cảnh đẹp dễ sợ không? Nước phẳng lặng ha. Trời ơi, kỳ này mà ăn sầu riêng là nổ mụn luôn. Mọi người nhớ bữa cái video tiếp nha, làm gì mà ta Ngọc ăn nguyên trái sầu riêng á, cuối cùng trái sầu riêng nó Ngọc ăn hết. Thằng cháy nó đâu ăn đâu, cái bữa đó hứng lên nó không ăn sầu riêng. Trời ơi, một mình tôi quất hết trái sầu riêng đó, bên đây nó nổ mụn luôn à. Rồi quất hết một mớ sầu riêng này mà chuẩn bị mua hồi nãy là cái mặt là banh chành luôn. Hồi nãy Ngọc đi chợ á, gặp một cái anh rất là dễ thương. Cái chợ Kim Nhung mà Ngọc thường hay đi á, là giống như là family business, là hình như là ba mẹ có cái chợ đó, rồi con cái đông á, rồi cái mình vô mình làm, rồi mình thuê người thêm mình làm.
Thì ai Ngọc gặp ảnh rất là dễ thương, lần nào anh gặp ảnh cũng nói chuyện với Ngọc hết á. Anh nói anh rất là thích cái video clip của Ngọc, mà ảnh nói tiếng Anh nhưng mà ảnh hiểu tiếng Việt một chút chút. Rồi ảnh nói vợ anh cũng coi Ngọc mà mỗi ngày luôn, rồi có mua nhiều hoa ngay tay ủng hộ nữa. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Nếu như mà anh chị có đang coi cái video clip này, anh nói rất là dễ thương, rồi ảnh còn chạy đi ra đằng sau á. Tại vì mấy cái cô mà làm rau làm đồ để đóng vô cho chợ á, thì mấy cổ cũng mua nhiều hoa ngày tây và cũng có coi video clip của Ngọc nữa, nên là anh chạy đi vô đằng sau. Anh kêu mấy cô đó là Ngọc đó ở đang đứng ngoài đây, cái mấy cô ra nói chuyện đồ này kia đó, rất là dễ thương luôn. Nước sốt này ngon thiệt luôn các bạn, nước sốt ngon cực kỳ luôn. Gỏi cuốn này thì cũng bình thường, thì cũng có tôm, có thịt, có giá, có hẹ, có ấy, nhưng mà cái nước sốt này ngon. Ngon ạ. Mấy con vịt mà nó bơ bơ làm sao Ngọc á, đang ngồi ăn mà lâu lâu nó bơi, cái nó nhảy xuống nó bơi cái tưởng cá sấu lên bờ không, hết hồn mà tưởng cá sấu lên bờ không á. Trời ơi, đã, nước sốt này đã các bạn. Tự nhiên có một giọt mưa nhiễu xuống. Ăn hết cái này đi. Hai cái cuốn này bự lắm các bạn. Thấy Ngọc thấy cuốn này, hai cái cuốn này rất là bự luôn. Hai cái phần này Ngọc mua hết 18 đô là cỡ khoảng 400 ngàn tiền Việt Nam mình á. Ai mà coi Ngọc mà thường xuyên luôn á, mà gọi là coi là thường xuyên luôn mà không bỏ video clip nào á, Ngọc nghĩ là tới giờ này là mọi người biết được cái cuộc sống Mỹ cũng khá nhiều rồi đó. Từ cái mức giá bịch này, bịch kia, bịch nọ, chai nước, hộp cơm, hộp bún, đồ ăn, hay là những nhà hàng Mỹ đồ này kia, mọi người chắc cũng biết giá nhiều. Cái đó, cái điều đó làm Ngọc thấy nó rất là vui. Ngọc thấy cái sự chia sẻ của Ngọc nó có ích tới cho tất cả mọi người. Mặc dù ai chửi Ngọc kệ, trời, người ta chia sẻ giá ba này kêu khoai củ. Ủa khoe gì khoe lạ. khoe đồ ăn, ai khoe củ, ai khoe đồ ăn. Ngọc nghĩ á, ăn tới đây thì Ngọc chỉ còn hai sự lựa chọn, mà chỉ được chọn một trong hai thôi, tại vì cũng khá no. Nhưng mà bên đây thì còn vài miếng thịt với lại một chút bún, còn bên đây thì còn nguyên một cái gỏi cuốn, thì Ngọc sẽ chọn ăn gỏi cuốn. Còn bên đây Ngọc sẽ chọn ăn thịt không, còn bún thì mình bỏ lại, chứ bây giờ ăn mớ ông nổi, bún nhiều quá. Nhưng mà chọn cái này tại vì cái nước sốt này nó quá ngon. Còn này là còn bên đây là chỉ còn vài miếng thịt thôi, nên là ăn được, ăn nổi vài miếng thịt đó. Nhưng mà cái này quá ngon, bữa đây ăn
Nước sốt lâu lâu quá mới ăn lại nước sốt của chú Mia, ngon quá. Nên là quyết định dứt cái này đi, dứt hết này luôn, ăn hết cái gỏi cuốn này luôn. Trời, Việt Nam mình mà bây giờ mà để con cái gỏi cuốn này ăn cũng khó khăn chứ, phải phải tự mua về làm ăn phải không ta? Phải tự mua về làm ăn chứ ra đường mua đâu có đâu. Gầu thì kia. Không biết Việt Nam có này không? Ở trong gỏi cuốn này có rau húng quế nữa nha các bạn nha. Húng quế luôn á. Là bây giờ là húng quế luôn á. Ủa nãy cho thấy ăn hai cái đầu thấy nó gọn lắm, mà sao cái thứ ba này cho nó lung tung và li thư dữ ta. Đây mẹ coi chân con mẹ bị gì, lý do tại sao bị gì, lý do tại sao con bị vậy nhỉ? Tại sao ăn uống xong mà cái miệng không có chùi rửa, why thì why don't you wipe her mouth? Mẹ không có thích mà ăn uống xong rồi cái miệng cũng không có sạch sẽ vậy nha, nha cái miệng cái mũi cái đầu vòng vòng như vậy là không thích, mẹ không thích nha. Lúc nào cái mặt cũng phải để cho sạch sẽ. Đây nè, nhưng mà cái chân của con gái của vàng gái mặt của mẹ bị gì đi mày coi coi. Is it really bad? Let's just look at the band-aid. You want the banana, sir? Muốn sữa chuối phải không? Mẹ coi thôi, mẹ coi thử cái thôi. Mẹ cho mẹ coi thôi rồi mẹ dán lại liền. Mẹ phải biết con mày bị gì chứ. Con này nó kỳ ghê chứ, đặc nó quá. But please don't lift the band-aid. It's gonna hurt her. I wanna see what that is. What is that? It's a band-aid. But what is inside? Is that a big boo-boo? It's you know what it is, baby? It's like when you're running around in shoes with no socks and it rubs on your feet too much. That's what it looks like. Oh, là con bị cái đôi dép nào làm con bị không? Không có dán bên đẹp bị cái đó. No, it's like peeled up the skin, so. Trời đất ơi, bị phồng. Leave the band-aid on so it'll stay there and heal. Thì thôi, cái video clip tới đây cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này. Ngày mai chờ đón xem video clip vào ngày mai nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người.